Hello tất cả mọi người và các bạn. Thì tỉnh sắt hôm nay lại tiếp tục lên cho bà con mình một cái mẫu nữa, đó là xe xe nâng dàn giáo nâng hạ. Dàn giáo nâng hạ có 4 bánh xe đẩy. Và biên bản này là biên bản mini. Biên bản này là tiệm sắt thiết kế theo một bác khách đặt hàng bên tiệm sắt Gia Phát làm. Chiều cao tối thiểu từ đất tới đỉnh của cái điểm chót cao nhất là 1m2. Và bây giờ tiệm sắt sẽ đo kích thước thông số, vừa để giới thiệu tới bà con mình xem, vừa để cho bác khách để bác kiểm tra, để tiệm sắt tiến hành lắp đặt cái dây điện vô đã. Thì việc đầu tiên, đây là biên bản mới nâng cấp nè. Tiệm sắt giới thiệu bà con mình đây là một cái chui cắm, thuộc chui cắm công nghiệp, và sẽ lắp cố định như vậy. Mình sẽ không làm chui nữa, vì làm chui nó sẽ lỏng lẻo và nó rơi lòng thòng như thế này nè. Khách hàng không biết đẩy á, thì nó sẽ bị dắp và vướng như đứt dây tùm lum hết à. Nên tiệm sắt thiết kế dạng này cho một khách. Thì bây giờ mình sẽ, khi mà mình muốn hoạt động á, thì mình sẽ cắm cái nguồn này vào, và song song đó là nó sẽ có đường dây dvd vào đây, và mình cắm vô cái nguồn điện bình thường. Đây là ổ điện bình thường nè, đó mình cắm vô rồi. Mình hoạt động thì mình cắm vô, còn không hoạt động mình rút ra. Cho anh mượn cái thước để anh đo chiều cao. Rồi, bây giờ mình sẽ đo chiều cao từ đất tới đỉnh bánh xe. Đây. Đó, từ đất tới đỉnh bánh xe là 1m22. 1m22. Giờ tính tính cái sàn đi. Cái sàn là bề dài 1 thước rưỡi. Bề ngang sàn là 62. Rồi. Nó trên máy hàng. Thì phía cái cây ngang này là mặt trước của xe, còn cái dấu ít và cái dàn kéo bên trong là mặt sau của dàn giáo. Đó, bây giờ mình sẽ nâng cho bà con mình xem nha. Và mình sẽ lấy thước để mình đo cái điểm cao nhất. Rồi móc vô ngay sàn ha. Mình đo xuống tới đất nè. Nó chỉ được 2m02 ha. 2m02 thôi. Rồi. Rồi, hạ đi. Cái này là khung nâng 3 tầng. Khung nâng 3 tầng chiều cao 2m02. Buổi chiều chá nắng quá. Rồi, như thông số của đo được là chiều cao nâng, chiều cao của xe là 1m2 và tầm nâng cao nhất là 2m. Rồi, ok. Hả? Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành sơn phết ha.